Quý vị và các bạn thân mến, ông Hạnh là cựu tướng lĩnh bộ binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc chuẩn tướng. Ông được biết tới với vai trò phụ tá tổng tham mưu trưởng cuối cùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chính là người đã tác động để Tổng thống Dương Văn Minh quyết định kêu gọi quân lực Việt Nam Cộng Hòa buông vũ khí trước sức tấn công của quân đội nhân dân Việt Nam và quân giải phóng miền Nam Việt Nam vào sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975 lịch sử, chấm dứt cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Dù là một sĩ quan cao cấp của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ông Nguyễn Hữu Hạnh đã được Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam móc nối và tạo quan hệ từ năm 1963. Thưa quý vị, trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau phân tích kỹ hơn về nguyên nhân và quá trình Nguyễn Hữu Hạnh được cách mạng cảm hóa. Nguyễn Hữu Hạnh sinh năm 1924 tại ấp Phú Thuận, xã Phú Phong, huyện Châu Thành, Tiền Giang. Lúc nhỏ ông học tại College Mỹ Tho, nay là trường Trung học Phổ thông Nguyễn Đình Chiểu, sau lên Sài Gòn học thêm để lấy bằng tú tài. Cách mạng tháng 8 thành công, ông ra làm thư ký cho thôn bộ Việt Minh tại xã Phú Phong. Khi Pháp tái chiếm Mỹ Tho, ông lên Sài Gòn tìm việc và tham gia quân đội Pháp. Cùng đại đội với Dương Văn Minh vào năm 1946, đây là sự khởi đầu cho mối thân tình giữa ông và Dương Văn Minh về sau. Trong cuộc đảo chính ngày 1 tháng 11 năm 63, ông đã ngầm ủng hộ tướng Minh lật đổ chính quyền Ngô Đình Diệm. Cụ thể, ông hỗ trợ cho đại tá Nguyễn Hữu Có chiếm quyền chỉ huy sư đoàn 7, quyền tướng Huỳnh Văn Cao ở vùng 4 án binh bất động, ngăn cản lực lượng quân đoàn 4 về chi viện giúp cho cuộc đảo chính thành công. Tháng 4 năm 1975, sau khi Dương Văn Minh nhậm chức Tổng thống, ông được phân công phụ tá cho Tổng tham mưu trưởng Trung tướng Vĩnh Lộc. Tuy nhiên sau đó Vĩnh Lộc đào nhiệm, vì vậy ông nhân danh Tổng tham mưu trưởng quân đội Sài Gòn kêu gọi binh sĩ buông súng. Ông là một trong hai vị tướng của chính quyền Sài Gòn còn ở lại cạnh Tổng thống Dương Văn Minh trong giờ phút cuối cùng tại Dinh Độc Lập. Sau năm 1975, ông được bầu làm ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với tư cách là nhân sĩ yêu nước cho đến về sau này. Về bước ngoặt chuyển từ một sĩ quan diệt cộng sang thân cộng, ông Hạnh đã chia sẻ như sau. Quá trình để tôi xích gần với cách mạng phải trải qua nhiều giai đoạn và thử thách. Có nhiều sự việc, nhưng tôi xin nêu một vài điển hình. Đầu tiên là sự kiện đám tang của ba tôi. Để thực hiện tâm nguyện cuối cùng của ba tôi là được chôn cất tại quê nhà, xã Phú Phong, huyện Châu Thành, Tiền Giang, tôi đã gạt bỏ tự ái của một sĩ quan quân đội, xin phép chính quyền vùng giải phóng cho đình chiến 3 ngày để chôn cất ba. Sau này tôi mới biết là cách mạng đã đưa tôi vào tầm ngắm qua sự kiện ấy. Lúc tôi làm tư lệnh biệt khu 4, cố vấn Mỹ thường gọi tôi là tư lệnh không bao giờ chiếm mục tiêu. Vì khi hành quân sáp chiến, tôi luôn cầm cự đến khi cách mạng rút. Hôm sau tôi cũng rút quân. Tôi đã từ chối không cho B-52 và mật khu trên kinh Tháp 10 với lý do quá đông dân. Lúc tôi làm tư lệnh phó sư đoàn 21, trong những cuộc hành quân, tôi lệnh cho trực thăng phải thận trọng, nghĩa là khi nào dưới đất bắn lên mới được bắn lại. Vì thế cố vấn Mỹ trong sư đoàn luôn phản đối tôi. Năm 1963, sau chiến thắng ấp Bắc, tướng Huỳnh Văn Cao muốn điều tôi về nắm sư đoàn 7. Tôi đã không chịu, vì khu vực tác chiến của sư đoàn này là quê hương mình, làm sao không đụng độ với người thân. Về sau này, càng hiểu cách mạng, tôi càng tìm cách giúp theo khả năng của mình, nhất là theo yêu cầu của người bác họ, bác Tám, người của ban binh vận. Đó cũng là lý do tôi từ chối ra khu theo yêu cầu của Trung ương Cục miền Nam. Tôi nghĩ mình hoạt động công khai để có thể giúp cách mạng trong khả năng cho phép. Cụ thể, khoảng năm 1970, bác Tám bị cảnh sát tỉnh Định Tường bắt, tôi điện thoại can thiệp thả ra. Trong công tác, tôi tìm cách giúp anh em theo yêu cầu của bác Tám. Phần lớn tôi cung cấp những tin tức chiến lược cho cách mạng. Khi Phước Long thất thủ, tôi biết chính quyền Sài Gòn không có quân tiếp viện và Buôn Ma Thuột đang bỏ ngỏ. Khi quân giải phóng tiến sâu vào Sài Gòn, tôi cho bác Tám biết quân chủ lực cần tiến nhanh hơn, không sợ bị phản công vì tinh thần quân đội Sài Gòn rệu rã. Với nội bộ, tôi tìm cách kích động những sĩ quan chống lại chính sách của Thiệu và chống tham nhũng. Tháng 5 năm 1974, tôi về hưu, sau 29 năm theo đời binh nghiệp. Trong gần một năm nghỉ hưu, tôi có thời gian để suy ngẫm về mình, về chính quyền Sài Gòn mà mình đã phục vụ bấy lâu. Tôi nhận thấy chính quyền ấy như cây chùm gửi, sự lệ thuộc vào Mỹ ngày càng sâu chặt, những mâu thuẫn nội tại ngày càng gia tăng. Chính quyền và quân đội hoàn toàn không được lòng dân mà chỉ dựa vào Mỹ thì dễ lung lay trước sự tiến công của cách mạng. Nói về chuyện nghỉ hưu non này, sự tình xảy ra như sau.
Năm 1968, dưới sức ép của Mỹ, Nguyễn Văn Thiệu phải chấp nhận cho tướng Dương Văn Minh về nước, kết thúc một thời gian dài sống lưu vong tại Thái Lan. Nguyễn Hữu Hạnh được Trung ương Cục miền Nam giao một nhiệm vụ quan trọng, đó là tiếp cận và vận động Dương Văn Minh. Đây chính là thời cơ để thể hiện tầm quan trọng trong nhiệm vụ của Nguyễn Hữu Hạnh. Câu chuyện trước đó thì như sau. Năm 1960, theo yêu cầu của Ban binh vận xứ ủy Nam Bộ, sau này là Trung ương Cục miền Nam, đồng chí Võ Văn Thời, Cục trưởng Cục địch vận, đề nghị và được cấp trên đồng ý điều động Dương Thanh Nhật là em ruột của Dương Văn Minh về Cục địch vận để giao nhiệm vụ về miền Nam vận động Dương Văn Minh. Dương Thanh Nhật đã được đặt bí danh là Mười Ti. Tháng 8 năm 1962, Mười Ti móc nối được với gia đình tìm hiểu thái độ của Dương Văn Minh. Mọi việc được thuận lợi, Mười Ti hướng dẫn cán bộ mật đem ý kiến của lãnh đạo trao đổi với Dương Văn Minh về việc đảo chính chính phủ Ngô Đình Diệm. Trong lúc đang bực tức Ngô Đình Diệm độc tài gia đình chị, phủ nhận công lao của mình, Dương Văn Minh hứa sẽ tìm cách. Ngày 1 tháng 1 năm 63, Trung tướng Dương Văn Minh, nhân danh Chủ tịch Hội đồng Quân nhân Cách mạng, phát lệnh đảo chính Ngô Đình Diệm và lên làm Quốc trưởng Việt Nam Cộng Hòa. Trong thời gian làm quốc trưởng, Dương Văn Minh có một số hành động tiến bộ có lợi cho cách mạng, đó là ra lệnh hủy bỏ 16.000 ấp chiến lược, từ chối yêu cầu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ McNamara và tướng Harkin để cho Mỹ ném bom nổ chậm trên đê sông Hồng, vì làm như thế là vô nhân đạo. Không trả lời đề nghị yêu cầu chuẩn y và thực hiện kế hoạch 34A, tức là hoạt động gián điệp biệt kích chống miền Bắc của đại sứ Cabot Lodge, và theo lời kêu gọi của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam, Dương Văn Minh tỏ ý muốn thương lượng để tuyển cử tự do, thực hiện một chế độ trung lập, lập chính phủ liên hiệp. Do những chủ trương và hành động của Dương Văn Minh không theo đúng ý đồ của người Mỹ, cuối tháng 1 năm 64, Mỹ đã đưa Nguyễn Khánh lên làm Chủ tịch Hội đồng Quân nhân Cách mạng, kiêm Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, cũng bằng một cuộc đảo chính. Mỹ chỉ thị cho chính quyền Sài Gòn phong Dương Văn Minh lên đại tướng và cử làm đại sứ lưu động ở Đài Loan, sau đó chuyển sang lưu vong ở Thái Lan có sự giám sát của CIA. Khi Dương Văn Minh được về nước, chấm dứt thời gian sống lưu vong, cuối năm 1970, theo chỉ đạo của Trung ương và Trung ương Cục miền Nam, Ban binh vận Trung ương Cục tìm một người thay thế nhiệm vụ của đồng chí Mười Ti để tiếp tục vận động Dương Văn Minh, và người được chọn chính là chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh. Mọi việc đang trên đà tiến triển thuận lợi thì Nguyễn Hữu Hạnh đột ngột bị thuyên chuyển lên Tây Nguyên làm phó tư lệnh quân đoàn 2 dưới quyền tướng Ngô Du. Đồng chí Nguyễn Tấn Thành phải lên xuống Tây Nguyên để tiếp xúc với Nguyễn Hữu Hạnh và thông báo nhiệm vụ khi cần thiết. Nhưng bất ngờ ngày 15 tháng 5 năm 1974, Nguyễn Hữu Hạnh nhận được quyết định về hưu do chính Nguyễn Văn Thiệu ký khi ông mới 48 tuổi. Lý do là Nguyễn Hữu Hạnh đã phục vụ trong quân đội quá thời gian quy định. Ý đồ sâu xa của Nguyễn Văn Thiệu là loại bỏ bớt những tướng tá ngả theo Dương Văn Minh. Tiếp theo câu chuyện của Nguyễn Hữu Hạnh. Tôi biết Nguyễn Văn Thiệu từ khi tôi còn là trung tá dưới quyền chỉ huy của tướng Dương Văn Minh. Sự ra đi của Thiệu, một con người vốn nổi tiếng là lừa thầy phản bạn, nhiều tham vọng, bám chặt lấy địa vị tổng thống vì lợi ích cá nhân, đã minh chứng cho sự bế tắc và lung lay của chế độ Sài Gòn. Tôi ở trong quân đội, nhưng tôi không ưa chế độ của Thiệu. Tôi theo ông Minh đòi Thiệu thực hiện Hiệp định Paris. Tôi là một người Việt Nam thuần túy, điều gì có lợi cho dân, cho đất nước thì tôi làm. Đó là lý do để tôi gặp cách mạng. Ngoài ra, theo tôi nghĩ, căn bản nhất vẫn là gốc gia đình. Tôi hấp thụ sự giáo dục của ông nội tôi, một nhà nho, về đạo làm người. Nên trong những năm tham gia quân đội, tôi không nghĩ đến việc phải tiêu diệt lẫn nhau, mà đơn giản nghĩ rằng mỗi chế độ cần nhận viện trợ từ bên ngoài để phát triển kinh tế cho đất nước, cho dân, và đến thời điểm nào thích hợp thì thống nhất đất nước trên tinh thần hòa hợp dân tộc. Đó cũng là lý do tôi trở lại Sài Gòn trong những ngày cuối tháng 4 năm 1975, dù mình là tướng đã về hưu. Tôi giữ chức chỉ có 21 giờ trong nội các của Dương Văn Minh, nhưng cố gắng làm thế nào để miền Nam sớm giải phóng mà không đổ máu. Tôi rất tâm đắc câu nói của Thượng tướng Trần Văn Trà với ông Dương Văn Minh tại Dinh Độc Lập khi vào tiếp quản. Giữa chúng ta không có kẻ thua người thắng, mà chỉ có dân tộc Việt Nam thắng đế quốc Mỹ. Ngày 28 tháng 4 năm 1975, tướng Dương Văn Minh trở thành tổng thống. Sau này ông kể lại hôm đó. Được tin anh Dương Văn Minh sẽ nhậm chức tổng thống vào ngày 28 tháng 4. Dù không được anh Minh mời, nhưng đêm trước đó tôi đã liên lạc bằng điện thoại từ Cần Thơ tới chánh văn phòng của anh Minh và được hẹn vào ngày 30 tháng 4. Nhưng nhiệm vụ cấp bách nên sáng 28 tháng 4 tôi rời Cần Thơ lên Sài Gòn. Hành trình cam go vì hôm đó quốc lộ 4 đã bị cắt đứt lưu thông ở Long An. Tôi chuyển sang đường Gò Công, tới được Sài Gòn đã gần 20 giờ. Sáng 29 tháng 4 năm 1975, ông Tư Hạnh gặp Dương Văn Minh tại nhà riêng.
Lúc đó ông hiểu rằng chính phủ cách mạng muốn chế độ Sài Gòn đầu hàng hơn là thương thuyết. Ông tìm cách để được ông Minh đưa về bộ tổng tham mưu, phụ tá cho tướng Vĩnh Lộc. Sau khi tướng Lộc bỏ đi, chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh trở thành quyền tổng tham mưu trưởng. Từ hồi 13 giờ ngày 29 tháng 4 năm 75, lúc 7 giờ sáng ngày 30 tháng 4, ông cùng một người đến nhà ông Dương Văn Minh trình bày tình hình cực kỳ nghiêm trọng và khéo léo đưa ông Minh vào một quyết định theo ý muốn của Ban Binh vận Trung ương Cục miền Nam. Hồi 9 giờ 15, ông cùng Tổng thống Dương Văn Minh kêu gọi binh sĩ Việt Nam Cộng hòa đầu hàng. Ông Nguyễn Hữu Hạnh có 14 người con, có người sinh sống ở Đức, hầu hết sinh sống, làm ăn và ổn định tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau ngày người bạn đời mất, ông buồn bã, thường về dưới quê sống. Trong thời gian lưu lại Châu Thành, Tiền Giang, ông đã giúp đỡ cho bà Trần Thị Hiệp, còn được gọi là bà Tư Bóng, một phụ nữ quá chồng, nuôi 5 con, rất nghèo khổ với nghề bán vé số dạo và nhỏ hơn ông 33 tuổi. Ông quay về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh và mượn 30 triệu Việt Nam đồng trả góp trừ lương 2 triệu trên một tháng để xây một căn nhà khoảng 30m² ngay nghĩa địa làm nơi sinh sống. Các con của ông đã kịch liệt phản đối. Ông cương quyết với lập trường tình yêu tuổi già nên cuối cùng các con cháu của ông đã phải nhượng bộ. Nhiều lần tham gia vào các cuộc phỏng vấn của báo giới trong nước cũng như ngoài nước, ông Hạnh đã khẳng định lựa chọn của mình năm xưa là đúng đắn. Ông nói rằng, mình rất hạnh phúc khi đất nước chấm dứt chiến tranh, nhân dân thoát được cảnh lầm than vì bom đạn. Ông trở thành một ông già bình dị. Ở tuổi 95, ông về với tiên tổ, khép lại một cuộc đời với những giây phút là chứng nhân và thậm chí là một phần của lịch sử dân tộc.